2K12 gạch giá Mattel Gaming NRNZ FALL Google và hai này. Hôm nay tao kể mày nghe về một nơi có tên gạch giá, nơi tao đã trưởng thành được dạy dỗ từ lúc sinh ra. Mỗi tối tao đi dạo với đầy mùi hương của biển cả, nơi cho tao yên bình và lòng người không có sỏi đá. Một chỗ mày cần phải biết là cái cổng có bao ông quan, tao vẫn nhìn nó hàng ngày rồi đi qua vào những buổi sáng. Gạch giá khi về đêm có đầy đủ các loại hình, tao đố mày ra đường mà không gặp các em đại sinh. Nhưng mày cũng cần cẩn thận vì thằng bồ nó ngồi bên cạnh. Hôm bữa tao sợ chết khiếp khi đứng nhìn một thằng bị đánh. Đỉnh thỏ hoa sữa nửa gỗ, hai bên đường ngập tràn màu trắng. Tao vẫn hay ngồi bên đường cùng thưởng thức ly cà phê đắng. Tao thích không khí mát mẻ của gạch giá khi về chiều, bên dưới nghe tiếng sóng vỗ soi bóng cho những con diều. Ban ngày tao đi làm chỉ biết vùi đầu vào công việc, tao đến gặp về gạch giá với một tình yêu đầy bất diệt. Tao không nói nơi này đẹp hơn bất cứ đâu, nhưng tao từng hào vùng tới Kiên Giang, tao sống làm mảnh đất muôn màu. Và mai sau dù nơi đâu sẽ luôn nhớ về Kiên Giang, quê hương vẫn in đậm mà những hình ảnh thật miên man. Tao không nói nơi này đẹp hơn bất cứ đâu, nhưng tao tự hào vùng đất Kiên Giang, tao sống làm mảnh đất muôn màu. Và mai sau dù nơi đâu sẽ luôn nhớ về Kiên Giang, quê hương vẫn in đậm mà những hình ảnh thật miên man. Từ bỏ bao nhiêu phiền hãy quên bỏ lại tất cả, hãy bước vào quán cà phê với lớp tường và nhiều đá, ngắm các em dạo phố với đủ loại hình, nhìn những người cô đơn ngoài phố cho đến những cặp nhân tình. Gạch giá này đường nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là bờ kè, có bạn trai và bạn gái đang làm việc thật khẽ, có những thằng bại não đang giả điếc và đun ke, những thằng màu mè đang xuất ra mắt để mà lấy le. Đáng thương những đứa trẻ không mẹ và không cha, bà ở đâu mà ngủ đó không biết đâu là nhà. Những người già đang kiếm từng đồng trên những tờ vé số, tại sao những thằng làm lặng đang giả điên mà không cố, có sức mà không làm chỉ biết ăn bám người khác. Gạch giá này có những hình như vậy, như đường phố đang có rác, đường phố đó vắng lặng không còn một ai, quay về và ngủ tiếp để chuẩn bị cho ngày mai. Tao không nói nơi này đẹp hơn bất cứ đâu, nhưng tao từng hào vùng tới Kiên Giang, tao sống làm mảnh đất muôn màu. Và mai sau dù nơi đâu sẽ luôn nhớ về Kiên Giang, quê hương vẫn in đậm mà những hình ảnh thật miên man. Tao không nói nơi này đẹp hơn bất cứ đâu, nhưng tao từng hào vùng tới Kiên Giang, tao sống làm mảnh đất muôn màu. Và mai sau dù nơi đâu sẽ luôn nhớ về Kiên Giang, quê hương vẫn in đậm mà những hình ảnh thật miên man. Gạch giá đẹp nhất là lúc về đêm, lê la đầy rẫy hàng quán và ánh đèn đường tô đẹp thêm, là nơi có đủ mọi thứ sang trọng và hoa mỹ, một nơi tồn tại song song giữa sự giản dị và xa xỉ. 19 tuổi đầu sinh ra lớn lên tại mảnh đất này, hôm nay ra đi lỡ may mất chắc sẽ không còn gì trong tay. Mà nhớ lấy một điều, tao nghĩ tụi mày sẽ không quên, làm cho nơi này đi lên và bất cứ ai cũng biết đến tên. Đi đâu đó tao vẫn tự hào nói I'm from AZ Town, đi trên giấy nháp nhưng tao làm thiệt chứ mày nghĩ sao. Mỗi ngày là một cố gắng thành công nhưng tao không đặng nặng ân, thành nhìn ra xung quanh còn nhiều niềm vui, người người bước bên nhân tình kéo vào một hơi thật sâu, cảm nhận nỗi nhớ trong hai lá phổi này tình.